Thứ nhất là cái thuế nhá, thuế mà âm này này, phải đi kiểm tra tờ khai từng tháng, từng quý, em kê khai theo quý đúng không? Kê khai theo quý thì phải đi kiểm tra tờ khai thằng các quý nhá. Các quý xem có làm so với những cái tờ khai cũ mình có cần phải làm tờ khai bổ sung hay không á. Bình thường em có lập tờ khai thuế trên này không? Em không. Không à, thế thì phải nhập lập trên đây thì mới biết được, mới kiểm tra được vì sao là âm này. Âm thì đang bị sai này, chắc chắn là đang bị sai rồi nhá. Hiểu chưa? Ví dụ như bình thường em lập tờ khai thuế ở đây này. Em thử lập tờ khai đi. Ví dụ năm 22 đúng không? Năm 22 thì theo thông tư. Nhưng mà của em lại đang bị sai 015. Đang bị sai 015 em ạ. Thế thì mình nếu mà có không lập tờ khai trên đây thì em có khấu trừ không? Khấu trừ tay. Bị sai 015 thì nó sợ không có cái tờ khai thuế theo thông tư 80 của mình đâu này. Còn nếu mà giả thử em lập tờ khai thuế ở bên ngoài Excel hoặc trực tiếp lên HTK thì ít nhất em cũng phải kết chuyển tự động á. Bản quyền này của em được đến cũng được lâu nhỉ, 2015 đến giờ này. Đây này, chị thấy có mình có khấu trừ thuế quý 4 này, các thứ này, em này. Những cái này là em tự động em làm đúng không? Gọi là kết chuyển tay đúng không? Thế thì bây giờ nhá, những cái này quý đến 31 tháng 3, quý 1 này, rồi lại tháng quý 1 nữa này. Chờ bây giờ em sẽ bỏ ghi nhá. Bỏ ghi xóa nó đi rồi khấu trừ lại số của từng quý. Xem lên tờ khai á. Em xem lên tờ khai, các cái tờ khai em đã nộp, có nộp tờ khai bổ sung không hay là chỉ nộp tờ khai lần đầu? Năm 22 ấy. Năm 22 có một cái là em đọc quý Đúng không? ba. Có đúng không? Ừ. Thì bổ sung thì mình sẽ nhìn vào cái tờ khai bổ sung, mà lần đầu thì em nhìn tờ khai lần đầu nhá. Thì trước hết là em sẽ bỏ bỏ ghi xóa những cái này nhá. Em có cần ghi thì em có thể chụp lại cái màn hình, mà trước khi em chắc chắn là số này đang sai rồi. Tại vì là nó Chụp của lại em mà nhìn trên báo cáo đã thấy số dư 133 nó bị âm nhá. Thì cái em cứ chụp lại đi, trước khi xóa thì em có thể chụp lại, chụp màn hình gì? lại. Chụp chưa? Chụp Rồi xóa nhá. Ví dụ như mỗi quý thì chỉ làm một cái thôi. Ví dụ như là cuối quý đúng không? Ví dụ như chỗ này em sẽ tự hạch toán tay, nhận thêm này, chứng từ nghĩa vụ khác. Đó, em ghi là khấu trừ thuế quý 1, thuế giá trị gia tăng quý 1 năm 2022. Nào em lên phiên bản MISA 2023 thì chị sẽ hướng dẫn cho nó tự động, cho nó dễ nhá. Tránh sai sót nhiều mà đỡ công của kế toán đi. Một, đây giờ làm để kiểm tra đã, bởi vì em đang dùng bản quyền của MISA 15. Thì hạch toán bao giờ của mình cũng là nợ 33311, có tài khoản 133 đúng không? Thì cái này em sẽ về, một là em nhìn lên tờ khai, hai là em nhìn lên bảng cân đối tài khoản. Thổ số tiền bao nhiêu em cứ để đây, thu nhỏ lại này. Em vào báo cáo em xem này. Ví dụ như em mở báo cáo tài chính cho chị mỗi quý 1 xem nhé. Kết hợp cả hai bên, cả bảng cân đối tài khoản, cả cả cái tờ khai em đã nộp. Đây ví dụ như là thuế đầu vào của em là 15 triệu nhá. Mà thuế đầu ra xem 3311. Thuế đầu ra của em này, nộp thuế này là không tính nhá, nộp thuế này là cái mà tiền đi của mình, cái nộp thuế của những năm quý quý năm cũ thôi, đúng không? Thì năm cũ em nợ 298 này, mà đi nộp cũng 298 lẻ, thiếu 182.000 này. Đây bắt đầu cái số thuế của mình đây này, tính thuế để tạo nộp công trình này, trừ đi cái này như vậy là 373, mà em trừ đi 28 triệu đúng không? Nôm na là như này, nhìn sơ bộ thì đầu ra của em là 373 triệu, mà trừ đi 28 triệu thì cũng còn 300 mấy triệu đúng không? Ba trăm bốn bốn năm Không cần tính đâu, là ít nhất là 300 mấy triệu đúng chưa? Thế nhưng mà trên cái kia thì của em lại đầu vào được có 15 triệu, thì số tiền điền vào sẽ là số tiền bé hơn giữa thuế thuế giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào. Bởi vì đầu kỳ của em là đầu vào không có này, không có chuyển chuyển sang số dư á, thì lấy nguyên cái số bé hơn này này. Còn nếu có số dư thì em nhớ cộng cả cái số dư kỳ trước chuyển sang của 133 để so sánh, thì sẽ được tổng thuế mua vào rồi so sánh với tổng thuế phát sinh bán ra để điền số nhỏ hơn nhá. Ví dụ chỗ này thì em sẽ điền 15 triệu 971120, điền vào đây chị 120 đó, rồi nhấn cất đi, cất nhá. Cái này không hạch toán gì đến phần thuế này cả. Giả sử cất xong rồi thì em nhấn nạp cho chị quý 1 này, nạp cho chị quý 1 thì 133 của em sẽ hết số dư, là đúng trên tờ khai của em cũng hết số dư đúng không? Không có số tiền ở chỉ tiêu 43 đâu, mà phát sinh chỉ ở chỉ tiêu 40 là thuế phải nộp thôi đúng không? Thì đến đây là của em còn 329 này đúng không? Đó thì đến quý 1 là tạm thời đang thế, là đang theo cái số liệu như thế. Tiếp tục em làm với chị quý 2, 3, 4, từng quý kiểm tra từng quý một thì sẽ biết được xem quý nào nó bị sai, hoặc có thể em chạy lại thì nó sẽ hết âm nhá. Nhưng mà khi mà chạy lại đến quý 4 năm 23 thì 22 ấy, thì em sẽ đối chiếu xem là đúng là, hoặc là chạy đến thời điểm hiện tại này, đến
ngày 15 tháng 3 chẳng hạn năm 24, hoặc là ít nhất đến năm 23 chẳng hạn, cuối hết năm 23 em truy vấn số thuế trên trang web thuế điện tử á, mình thấy cái số thuế phải nộp hoặc số thuế được khấu trừ á, đấy là nó khớp là được nhá. Vâng.